cá này có thể ở sâu dưới biển được. Đây mình nó dẹp nó không bị áp suất nước. Con cá mà thân cái lưng nó bự á, nó hơi cạn hơn. Kéo này bự cắt không được. Lấy hồi vô rỗng cắt. Xong rửa rồi. Rửa rồi. Giờ để nguyên này ta chiên nữa. Bùi liếm nhiều. Này ngon như gì cá vậy. Họ vô chỉnh nhiệt độ nhà lại. Này. Họ vô chỉnh nhiệt độ nhà lại. Trời. Con để 74 nhưng mà đâu cần để 74 đâu. Cắt bỏ cái kỳ này. Làm đẹp con cá. Kỳ này mềm nè. Cái này mới mốt phải sắm cái áo khoác bụng mỗi lần làm cá là nó dằn hay chắc là ba phải thay bộ đồ này luôn, nó dằn là tới cổ qua luôn.
nó cho một cái trip bát, cái gì trip bát bự chán luôn, cái tầm cái bà bẻ ngang nó gãy không? Gãy chuyên cá kia còn gãy mà. Rồi gãy ngay. Rồi. Cá này là gì ăn nè? Nó chừng nữa. Này xương sống mà. Nhích qua một bên chút. Giờ cắt xương sống luôn hả? Wow. Cắt sát mép xương sống luôn. Rồi không? Chẳng. Lên áp. Bởi vì người em. Trong đoạn sau cùng là phải clean up. Hình như bạn kêu bằng cá đó là bạn nó chảy nước hay nó rảnh không? Nó cũng kia nó thẳng hoa cái nó chảy xuống. Ở nhà sợ thì ngon. Thank you.
quay qua rửa hết lên nắp luôn. Tao quay qua rồi nó dính ba từ trên xuống dưới rồi. Bụng dính cả giải cá không. Không, hồi trước không mua, không mua không ăn cá. Giờ có mua có ăn cá gì đó. Cái này là cái đồ đánh giải cá. Cái này nè, đồ đánh rút hơn cái dao nhiều. Ai không muốn làm ra chợ mua kia người ta làm. Làm gì thì hơi rửa thôi. Đó, rửa sạch luôn rồi về bà bỏ rửa. Chợ ở đây nè. Đó, chợ tàu. Nhưng mà về phải đánh sinh thăm, phải đánh giải rồi chút. Tại vì nó bị đánh ra giữa à, cái mép bên hồng dính còn dính vậy cá. Ơi, trong sữa đây cá.